xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 12 tháng 6 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh may mắn được cấp trên đánh giá cao nhờ khả năng ứng biến linh hoạt và tinh thần chịu thương chịu khó. Mặt khác, tinh thần trách nhiệm cao cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho con giáp này hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tình cảm Vận trình tình cảm không được như ý muốn. Ngũ hành tương xung khiến cho chuyện tình yêu đòi lửa gặp chút vấn đề bất ổn. Người độc thân vì không kiểm soát được tình cảm trong lòng nên dễ tạo ra các hiểu lầm không mong muốn. Tài chính, Phần trình ta lọc tăng tiến, người tuổi tỷ kiếm được một khoản tiền lớn từ việc tham gia các hoạt động mang tính chất học thuật, chuyên ngành. Cẩn trọng, cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng nặng nề tới phần trình sự nghiệp. Tuổi Giáp Tý gặp trở ngại trong việc bài tỏ cảm xúc cá nhân. Tuổi Bính Tý dễ vướng vào mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp. Tuổi Mậu Tý tập trung vào nhiệm vụ không nên chuyện bé sẽ ra to. Tuổi Canh Tý công việc trục trặc không tiến hành thuận lợi như dự kiến. Tội nhầm tý đưa ra lời khuyên cho người khác khi bản thân chưa sẵn sàng. Con số may mắn số 34, số 59, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy khả quan, các thách thức đặt ra bất ngờ đòi hỏi người tuổi Sửu phải giữ được bình tĩnh, sự không ngoan và kiên nhẫn. Tuy nhiên, con giáp này chẳng may lại thiếu đi những yếu tố này nên khó tránh khỏi những và vấp trong công việc, tình cảm. vận trình tình cảm hài hoa, ngũ hành tương sinh giúp cho con giáp này cân bằng lại tình cảm trong ngày. Các cặp đôi may mắn tìm được tiếng nói chung, trái tim họ luôn hướng về nhau nên hạnh phúc cử thể ngập tràn. Tài chính, vận trình tài lọc kém sắc, nguồn thu nhập bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư gặp trục trặc. Những chú trâu cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn. Cẩn trọng, thiếu tập trung nên gây ra việc hiểu lầm không mong muốn. Tuổi ất sủ nên xem xét lại cách làm việc và mong muốn thực sự của bản thân. Tuổi tinh sủ đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện chơi xấu. Tuổi kỷ sủ không nên quá để tâm tới lời bàn tán của người khác tội, tân sửu tình cảm chưa có bước tiến triển nào dễ dàng. Tội, quý sửu hãy cho mình cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Con sổ may mắn, số 11, số 51, màu sắc may mắn, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ Dân ngọ tạm hợp hỗ trợ con giáp này rất nhiều trên con đường công danh sự nghiệp. Nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lỗi mà con giáp này mới tìm được ý tưởng và hưởng đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Tình cảm Vận trình tình cảm ảm đạm, ngũ hành mộc hỏa tương xung khiến cho chuyện tình yêu của các cặp đôi không đủ niềm tin nếu giữ lấy mối quan hệ hiện tại. Tài chính, phần trên tha lọc do giàu người tuổi dần không cần phải lo lắng tới chuyện tiền nông vì cơ hội kiếm tiền trong ngày là rất lớn cẩn trọng cảm xúc thay đổi thất thường khó nắm bắt và ảnh hưởng tới tâm tình người xung quanh tuổi giáp dần công việc tiến triển suôn sẻ được nhiều người ủng hộ tuổi bính dần mọi việc diễn ra đều có nguyên nhân sâu xa tuổi mậu dần hãy duy trì mọi quan hệ tốt đẹp với mọi người đi đâu cũng được yêu mến. Tuổi canh dần Mệt mỏi vì tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tuổi nhâm dân. Tìm ra hướng đầu tư triển vọng tài lộc có tăng tiến. Con số may mắn số 32, số 19, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra ổn thỏa. Tiến độ công việc dù không quá nhanh nhưng vẫn có khả năng nâng đỡ con giáp này trên con đường tiến thân. Tuổi mão hoàn toàn có thể gặt hái được những thành tựu như mong muốn nếu biết vượt qua cái tôi của chính mình. Tình cảm Phần trình tình cảm hài hoa, tình cảm gia đình luôn giữ được sự ấm êm, thuận hoa nhờ ý muốn giữ gìn mỗi quan hệ tình cảm của những người trong cuộc còn người độc thân mau chóng tìm được một nửa của đời mình nhờ đào hoa phượng nâng đỡ. Tài chính, vận trình tài lộc gặp rắc rối. Mão ngọ tường phả nhắc nhở con nhấp này cần phải hết sức thận trọng trước các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề rắc rối do ảnh hưởng của thời tiết và tâm trạng. Tuổi ất mão không nên vội vã đưa ra những quyết định đầu tư vào khoảng thời gian này. Tuổi đinh mão nên đặt mình vào vị trí của người khác để có sự cảm thông chia sẻ. Tuổi Kỷ Mão cẩn thận vướng phải những cái bẫy tài chính. Tuổi Tân Mão sức khỏe gặp vấn đề bất lợi do thời tiết thay đổi thất thường. Tuổi Quý Mão gặp được đối tượng thu hút, hãy thử trò chuyện với đối phương. Con số may mắn số 17, số 23, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, còn giáp này chỉ cần tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình thì thành công nhất định sẽ sớm mỉm cười với bạn. Tuy con đường phía trước còn chập trùng khó khăn, chỉ cần bản mệnh nỗ lực hết mình thì chuyện nào cũng được ổn thỏa. Tình cảm Vận trình tình cảm khởi sắc, Nhờ có ngũ hành tương sinh thúc đẩy, mà chuyện tình yêu lửa đòi có những bước tiến đáng kể. Còn giáp này có duyên nên gặp được người tâm đầu ý hợp, có nhiều cơ hội tiến tới hôn nhân lâu dài. Tài chính vận trình tài lọc tăng nhẹ, tuổi thân có nhiều cơ hội kiếm tiền tìm tới. Nếu biết tập trung nắm bắt, thì nguồn thu nhập sẽ được nâng cao ngoài sức tưởng tượng. Cẩn trọng, bị động, hoài hợt và thiếu quan tâm tới nửa kia của mình tuổi giáp thân xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp tuổi bính thân khó thích nghi với môi trường làm việc mới tuổi mậu thân quý nhân giúp bạn định hướng sự nghiệp tuổi canh thân không nên vội vàng tiến hành việc trọng đại tuổi nhâm thân tâm trạng cực kỳ tồi tệ vì nhiều chuyện không như ý muốn xảy đến con số may mắn số 2, số 6, màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi hợi 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp, sự quyết đoán, biết định vị khả năng và muốn thật sự của bản thân giúp cho con nhấp này mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tuổi tỵ tránh nên có ý muốn dựa dẫm vào người khác để phát triển nếu không muốn bị ảnh hưởng ngược lại. Tình cảm, Vận trình tình cảm gặp nhiều tin vui, dù là người độc thân hay đã lập gia đình cũng nhận được sự nâng đỡ của nhân duyên tốt. Chỉ là người độc thân vẫn nên cởi mở hơn để phá vỡ khoảng cách với những người bạn mới. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Tử vi ngày hôm nay cho biết người tuổi tỵ rất may mắn trên con đường gia tăng tài lộc cho mình. Cẩn trọng, chú ý hơn tới các vấn đề liên quan đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến huyết áp tim mạch tuổi ất tỵ không gặp may do các rủi ro ngoài ý muốn tuổi tinh tỵ nhận được sự tin tưởng của nhiều người tuổi kỷ tỵ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cấp trên ghi nhận tuổi tân tỵ chỉ đâm đâm vào mục tiêu và một vấn đề của mình tuổi kỵ quý tỵ đưa ra được những quyết định đúng đắn trong công việc con số may mắn số 10, số 4, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dạy gian. Ngọ hỏa tự hình, bảo hiệu có nhiều rắc rối, thách thức bất ngờ đặt ra với những chủ ngọ Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tính cách nóng nại hiếu thẳng của chính bản mệnh. Bị cấp trên khiển trách, phê bình, còn nhấp này dần cảm thấy chán nản cũng như mất niềm tin vào bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm vui vẻ bù đắp cho những khó khăn trong công việc. Mỗi quan hệ tình cảm của hai người may mắn nhận được sự ủng hộ từ người thân, bạn bè. Tình cảm cử ngày càng thêm khẳng khích, bền chặt nhờ sự nỗ lực của cả hai. Tài chính, vận trình tài lộc ảm đạm, nguồn tài chính khá khẩm. So với vận trình công danh, bản mệnh phải tiêu tổ một khoản không nhỏ cho công việc, nhưng không phải giải quyết để triệt để những vấn đề. Cẩn trọng, việc mất bình tĩnh và thiểu sản xuất gây ra nhiều quyết định sai lầm. Tuổi giáp ngọ dễ gặp khó khăn do suy nghĩ bế tắc bi quan. Tuổi bính ngọ tính cách nóng nảy hấp tấp gây ra nhiều tai họa. Tuổi mậu ngọ mâu thuẫn xích mích với đồng nghiệp. Tuổi canh ngọ hãy chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe tội nhằm ngọ, hãy tham khảo lời khuyên của người khác. Con số may mắn số 5, số 9, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Tuổi mùi vì một vài lý do bị chi phổi nên có thể ảnh hưởng tới việc tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những sai sót, hệ quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới kết quả chung của tập thể. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hòa, môi ngọ nhị hợp giúp cho người độc thân lẫn những người đã có đôi có cấp dễ dàng tìm thấy niềm hạnh phúc, viên mạng trong ngày. Người độc thân có sức cuốn hút diệu kỳ nên được nhiều người khác giới để ý tài chỉnh vận trình tai lọc bất ổn còn giáp này nên sớm chấn chỉnh lại kế hoạch chi tiêu nếu không muốn rơi vào tình trạng tụng thiếu vay mượn cẩn trọng tuổi môi dễ xa đà vào những chuyện không vui mà ảnh hưởng tới tinh thần tuổi ất môi nhận được sự quan tâm ưu ái của các trên tuổi đinh môi chờ đợi trong vô vọng tuổi kỷ môi hãy chú ý lắng nghe và sửa đổi bản thân tuổi tân môi nhân duyên không mang lại hạnh phúc và sự êm ấm. tuổi quý môi, thành thật đối diện với cảm xúc của bản thân. Con số may mắn số 57, số 69, màu sắc may mắn màu xanh thẳm, quý nhân phù trợ tuổi giàu. chính Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Mặc dù có cơ hội thăng tiến trong ngày, nhưng con giáp này vẫn nên chủ động tìm kiếm thời cơ phát huy năng lực bản thân. Tuy nhiên, bản mệnh trở nên quên mất sự quan tâm giúp đỡ của những người xung quanh trong những lúc gặp nguy nan. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp điềm chẳng lành. Họa kim tương xung đem tới cho người tuổi thân khá nhiều chuyện buồn phiền. Mọi việc thật ra chẳng có gì nếu như cả hai biết nhường nhịn, bao dung và cảm thông lẫn nhau. Tài chính, vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, mạnh. Người làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh có những mối làm ăn mới, buôn bán thuận lợi nên không cần phải lo lắng nhiều tới chuyện tiền bạc trong ngày. Cẩn trọng, mâu thuẫn, bất hòa trong mối quan hệ gia đình. Tuổi giáp thân không có khả năng sắp xếp và ưu tiên cho công việc tuổi bính thân tìm được cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Tuổi mậu thân hãy chân thành hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Tuổi canh thân hãy mở lòng và đón nhận những mối quan hệ tốt đẹp. Tuổi nhâm thân nên giữ khoảng cách với những người xung quanh. Con số may mắn số 8, số 12, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi sổ. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc. Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, dường như mọi kế hoạch đều được tiến hành suôn sẻ nhờ khả năng quản lý sắp xếp công việc khoa học của con giáp này. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi nghiệp thì con giáp này nên bắt tay tiến hành ngay. Tình cảm, vận trình tình cảm chảy gặp sóng gió, ngũ hành tương xung, chẳng may tạo ra khoảng cách giữa các cặp đôi. Tình cảm lửa đôi những tưởng đang tiến triển tốt đẹp thì gặp cản trở bất ngờ làm lung lai ý định hàng gắn mỗi quan hệ của những người trong cuộc. Tài chính, vận trình tài lộc hành thông, nguồn thu nhập không ngừng đem tới cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước và vô cùng thoải mái. Cẩn trọng, các mối quan hệ xã giao phức tạp gây nên điều tiễn mệt mỏi. Tuổi, ất giàu, gặp nhiều thất bại vì những lần bất cẩn hấp tấp. Tuổi, tinh giàu hãy giữ những suy nghĩ mới mẻ và tích cực hơn về tình yêu. Tuổi kỷ dậu nên mở lòng hơn và choi đó một cơ hội thấu hiểu. Tuổi tân dậu gặp nhiều khó khăn trên con đường công danh bỗng lộc. Tuổi quỷ dậu đừng bỏ cuộc dù thành công không dễ đến chút nào. Con số may mắn số 13, số 2, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phụ trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất công việc, vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng, mọi kế hoạch đều đang đi theo đúng trình tự mong muốn, không gặp khó khăn nào nghiêm trọng. Người tuổi Tuất chỉ cần nỗ lực hết mình, kiên trì đến cùng với các dự định của mình sẽ sớm gặt hái được thành tựu đáng kể. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp, tình yêu đôi lửa đem tới cho người trong cuộc cảm xúc thăng hoa tuyệt vời người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình trong các mối quan hệ xưa cũ. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, dù là người làm công ăn lương hay hoạt động lĩnh vực tự do kinh doanh buôn bán cũng có nguồn thu nhập rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề rắc rối do tính chất công việc phải ngồi liên tục một chỗ, không có thời gian để vận động. Tuổi giáp tuất, tính cách chủ quan bảo thủ. Tuổi vĩnh tuất, dễ bị phân tán không tập trung vào nhiệm vụ của mình, tuổi mậu tuất không kiểm soát được lời nói và hành động thiếu suy nghĩ, tuổi canh tuất nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh, tuổi nhâm tuất hãy trang chỉnh bản thân đừng gây ấn tượng xấu cho cấp trên. Con số may mắn số 26 số 48 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi dân. 12 tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Phần trình công việc của người tuổi hoài trong ngày hôm nay diễn ra thiểu may mắn, còn giáp này không may bị kẻ xấu ghen ghét và gấp tâm hãm hại bằng những thủ đoạn khó lường. Không tìm được sự giúp đỡ của ai, còn giáp này buộc phải lây hoay với những suy tĩnh thiểu hụt và không chắc chắn. Tình cảm Vận trình tình cảm ảm đạm, lận đận. Ảnh hưởng của ngũ hành, thủy thổ, tường khắc khiến cho tình yêu lứa đôi gặp nhiều sóng gió và rào cản bất ngờ. Cộng thêm tính cách nóng nại của bản mệnh cũng giải khiến cho đối phương cảm thấy buồn phiền. Tài chính, vận trình tài lộc có nhiều biến động, nguồn thu nhập không ổn định đòi hỏi con giáp này phải có kế hoạch chi tiêu khoa học mới mong củng cố được tình hình tài chính hiện có. Cẩn trọng, điềm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám hãm hại, tội ất hài, lời ăn tiếng nói thận trọng. Tội tinh hài, nên giữ khoảng cách vừa phải với những người xung quanh. Tội Kỷ hại, nghĩ ngợi nhiều nhất là những chuyện không đâu. Tội tân hại, trở nên tin theo những lời tản tỉnh ngọt ngào. Tội quý hại, nhận được sự quan tâm yêu mến của nhiều người. Có số may mắn số 4, số 7, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ.